hẹp đi nhì chồng thì mới có siêu âm thoát ha. Cho nên tôi nghĩ là này quan trọng, có thể sau này nó chỉ dùng hết nhưng mà ở các trường hợp này nhì siêu âm thì biết được cái niệm một xíu ha. Nội dung bài khá là dài chị, để em biết mới được tôi có bao giờ muốn hết. Nhiều phần ha, những kỹ thuật giải phẫu xương khớp nó làm cho chị ha. Thứ hai cũng bởi những chị các biến thể bình thường của não của trẻ em ha, thấy cái đó là những người đó, do mình có hoặc là cái gì đó bất thường ha. Nó giống như nhà thở rất là lo lắng á, mình sự đó mình thấy cái mang gì để mình nói cái là mẹ mất hay mất ngủ luôn á, bình thường thì hoặc là nói được ha. Rồi làm sao biết là não thủy cách đo nó làm sao, và có những ba những cái bệnh lý mà nó thường hay gặp, xuất huyết tụ màu, nhiễm nhạt ở cảnh quan thể chất, nhiễm nhạt thứ oxy đó, các tổn thương não mạch não khác như là viêm có thể ngoài ra thì hướng dẫn các bạn xem ha. Phần đầu tiên kỹ thuật giải phẫu xương khớp xương khớp thì xương khớp nó có thuận lợi thì ở cái kẽ nhỏ đó ha, nó nằm cái khớp nó chưa đóng cái xương sọ phía trước phía sau hai bên chưa có đóng, có thể mình làm tại giường giảm nó rẻ ha, như cái các cái quan để CT mình không chịu TX cho nên thì khá là an toàn, không cần phải gây mê gì hết. Cái điều quan trọng nhất, bất lợi nhất là nó phụ thuộc từ kỹ năng người làm, đến chỉ được hướng dẫn đào tạo quen nha, cho nên phụ thuộc rất là nhiều ở cái kỹ năng của bác sĩ chưa ông. Có một vài cái khó khăn nữa là cái sổ siêu âm nhỏ thì đánh giá nó không được tổng thể, một cái vùng vùng mù á mình không có thể nhìn thấy được, đánh giá những cái tình trạng như liên hóa của trẻ là liên hóa dây thần kinh á thì cũng không có thể nào đánh giá được siêu âm được, hoặc là những cái xuất huyết não mà não nhỏ đôi khi nó có cái hội đồng bình thường giống như não mình không thể phát hiện được thì là sót. Những cái tổn thương mô cắt trắng như vậy đôi khi nó rất là kín đáo mình không thấy được đâu, hoặc là loạn sản vỏ não động kinh đó rất là khó để mình đánh giá bằng siêu âm, những cái đó là những thương cao hơn CT và điện ra nha, rất là tốt. Hoặc là những cái tổn thương nó nằm ở khá là sâu, thân não sâu ha, nằm sâu đôi khi hình ảnh nó cũng không rõ nét để bỏ sót. Đó là những cái khó khăn ha trong cái làm siêu âm xương khớp. Thế thì bây giờ mình biết cái độ tuổi nào khớp nó chưa đóng để mình có thể làm siêu âm ha. Đặt ở trẻ những cái xương sọ và những cái khớp sọ những trẻ nó chưa đóng, cái này là khớp trước mà khớp sau, cái này là khớp nhiều khớp tổng như vậy, cả mấy cái vị trí này các bạn có thể sử dụng những cái kính này để làm cái cửa sổ mà cái đầu vào coi không biết cái đường vị trí của họ rất là đặt nó đúng, đặt trên cái xương á thì mình không nhìn thấy được nha, đặt những cái vùng đó thì nó sẽ là xuyên âm thấy cửa sổ giống như mình nhìn vào cái phòng á ha, nó là cửa sổ nhỏ ha để mình nhìn. Kẻ nó càng lớn thì các cái cửa sổ này nó sẽ khép lại dần dần, lớn như là ống luôn là chị không thấy, càng nhỏ thì chị dễ nhìn thấy hơn. Thì theo cái thứ tự đóng khớp thì khớp trước thì cũng như là tháng rồi cũng đủ rồi thì sẽ đóng, cái sau 3 tháng sẽ đóng rồi chuẩn, 24 tháng có thay vô ha. Đánh cái vị trí mà thường á mà xương có nhạy sẽ một tuổi rưỡi ra hai tuổi đó khi cái trẻ nó còn có đóng chậm thì có thể nó phải thấy đa phần là tuổi là dưới một tuổi là chưa thấy được hai cái con rút còn có từ trong máu trẻ. Các chỉ định siêu âm mà bác sĩ lâm sàng hay gửi xuống để đánh giá bác sĩ lâm sàng đánh giá định
đó là những cái trẻ sinh non để đánh giá cái tình trạng xuất huyết mùa mầm người không có thể người không ha, và phải được cái trẻ có tăng tu vi vòng đầu tăng chi mãn tử như vậy. Những cái trường hợp khó đón chồng cũng được chỉ là những trường hợp khó dính tóc sọ, những tóc sọ thường là từ đó, hoặc là những cái trường hợp của cái viêm mặt não hay là áp xe vậy, cái bệnh nhỏ hơn một tuổi cũng được chỉ định. Ngoài ra có thể là u chấn thương, đây là những trường hợp siêu khó. Vậy thì trường hợp siêu khó thì bác sĩ chỉ mình cũng nhận mình cần phải trả lời về bác sĩ lâm sàng những cái gì. Thứ nhất là trả lời câu hỏi là bây giờ có xuất huyết hay không. Trong khả năng của mình nha, đôi khi không khả năng là trừ được hết, tại vì cái độ nhạy của siêu âm nó không có cao và cái CT không ra. Mình thấy mình trả lời có mầm, xuất huyết mầm trứng, xuất huyết nhu mô gì đấy nếu có dấu hiệu. Thứ hai trả lời có bất thường nhu mô nào hay không. Thứ ba trả lời là não có uống thủy hay không, tên có bất thường gì mạch máu không, giải thích mạch cao lên này cần mặt hay là ADN đấy có không, có dị dạng não bẩm sinh không, những mắc sẹo thể chai rồi đó, não thể holosotali để nhìn nhiều thứ ha. Rồi với việc nhiễm trùng thì có thể các áp xe hoặc tụ máu tụ mũ dưới mặt tử gì không, có khối chống trộn bị sợ hay không. Mấy cái câu hỏi đó mình sẽ trả lời. Và đây là cái kỹ thuật mình sử dụng cái đầu dò thôi. Còn nếu bây giờ các máy cũng pha được cái căn bệnh tại cái đầu dò hết ha. Alo. Sáng mai. Sáng mai 7 giờ 15 tháng 7. 7 giờ 15. Thì mình có thể sử dụng tất cả các đầu dò này, một cái nó có ưu thế riêng mình bổ sung một giá ha. Một phần lớn ở hai sử dụng cái đầu dò nhỏ này nè, đặc biệt cái không có bụng đó để mình đặt cái đầu dò mình dò, tại vì nó cái kẻ quạt nó rộng trường nó lớn, đặt cái này thì thường nhìn nó hơi nhỏ, hai bên không nhìn thấy rõ. Còn cái này thì mình để khảo sát những phần sâu, phần nông á, mình đặt ở phía trước để mình coi cái rãnh vỏ não này rồi không dính dễ, coi cái so để nằm một trên á, nhìn cho nó rõ, thì chúng ta cái đầu dò như thế này, ha. Tùy, mình sẽ chọn đầu dò ha, chỉnh gan chỉnh độ sâu ha, thì đầu dò này cũng cao. Cái đầu dò dưới là cái giống cái đầu dò tim đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tim á. Tuy nhiên mà mình phải tập ở chế độ tim, mình chuyển từ chế độ bụng á, ha, thì mình nhìn cái nhu mô não cũng rõ hơn. Những cái độ tim thì cái độ tương phản các mô nó cao lắm, nhưng một cái thì quá trắng, cái thì quá tối, đôi khi mình khó khảo sát, ha, mình làm cái chế độ bụng thì mình phải tập cái này, còn lớn nó chọn cái này. Đây, đặt cái giờ này thì mình thấy cái trường nhìn nó rộng đó, gần như là bao quát hết này ha. Đây, mình thấy cái xương sọ này là cái hệ tiểu não, đây là cái tiểu não. Đây là cái đường giữa hai não thất nha, đó mình nhìn thấy được hết nè. Và nếu mình muốn rõ phân giải cao ở cái đầu dò này thì mình thấy rõ cái chi tiết hơn, phân giải nó cao hơn và nhìn thấy được thể trai thấy không. Bác sĩ thể trai mình không thấy cái này nha, đây là não thất, mình thấy được cảm đối mặt này đúng không. Cái này thì nếu mà anh chị xảy ra sử dụng cái đầu dò đánh đi đó, mình mở rộng cái đường nhìn ra thay vì để hai cái đường song song đó, cái đó dùng cái máy có để rộng nhất cái trường để khảo sát được ha. Cắt ngang, cắt ngang, cắt dọc, cái sẽ giống như dọc giữa sát phi to này, hình dung không tiểu não này, thân não này, thành não này, ha, đột thị này, trẻ trai này, cái gì đều thì đối với trẻ em thì nên có mấy cái máy đang bị thêm cái đồ sấy cái veo á, cái này mình mua cái này á để dễ cho đặt cái veo lên nó dễ, nó ngủ nó nằm yên dễ làm. Cái tiền mà đặt cái veo nó lạnh quá cái là nó thấp cái lúc lắc nó quạt cho mình khó làm hơn. Còn đó là ấm veo, ấm veo nó dễ chịu lắm, kể cả chưa ăn bột cũng vậy. Cũng như lớn em đặt cái nhiệt độ cơ thể mình nó không thay đổi đột ngột á, dễ cho nó quấy. Rồi, chính vì em có sợ hãy trình bày các chị rồi ha.
hôm trước hôm sau các thời gian nóng có nha. Đây đặt vị trí đó được chưa? Rồi cắt mặt cắt ha, mình đặt phía trước đó luôn luôn siêu âm. Kỹ thuật siêu âm là mình phải quét và kéo, mà tại vì thớt mình không thể mà kéo trực tuyến được, mình phải quét ha, mình quét cái đầu dòng, quét làm sao ra ra trước hết cỡ tới đây luôn ha, rồi mình quét ngược lại phía sau để làm sao cơ thể vị trí mà mình khảo sát được hết tất cả từ trước, từ cán cho tới chẩm ha, quét theo cái đường song song gì này phải quét ha. Đây là mặt cắt corono ha, đứng ngang corono, rồi mình sẽ quét theo hướng sắc kim đầu nghiêng hết bên này, thì nào không thấy biểu mô não thì mình lại sau người mình quét từ qua bên kia trái phải ha, mình vẽ hết hai bên. Ở nếu các axio thì mình đã cửa sổ này, cửa sổ có thấy yếu mà chậm các axio, đa phần hai các hàng cơ bản nhất là hàng cơ bản trong cái trường sinh học ha, corono nha. Đây các corono cũng gì ha, để quét từ số 1 qua số 2 số 3 qua số 4 qua thần não qua dĩ não qua dĩ chẳng quét như vậy đó. Đây cũng vậy ha, quét từ 1 2 3 4 liên hết. Đây là cái hình tròn thấp rồi ha, đó người ta quét thì ra ha, cũng vậy được ra được như thế ha. Các vị trí này các bạn có thể sử dụng nếu mà kẻ nó chưa đóng các vị trí khóc này ha, bổ sung hết tất cả các vị trí này đằng sau cũng được ha, cái sau của này các cái tay ha. Đây cái hướng ngoài các chưa đóng nó hướng vậy này, hướng cổ cái đầu từ các vị trí nha, các thể mình nằm dọc hay cái giường cũng được, không cho trẻ nằm ngang cái giường cũng được, nằm lên vào tùy cái nào cái vị trí các mình thấy nó phù hợp nha. Thật nhất tiết quan trọng nó xoay xoay này thì phải đấy bên này bên phải bên này bên trái nha ha, có chừng cái lộn bê mô tả đầu tiên lộn bê là phải bên trái ha, các thành viên đầu dòng kéo đầu dòng mình biết được nó là bên nào thôi ha. Đó là trước phải có trước có thể mình làm nó ha. Rồi mình nhắc lại giải phẫu một xíu ha. Ở đây là bộ giải phẫu ba cái một cắt cơ bản trên cái sọ ha. Đây là cắt sát kim đầu ha. Đây là một cơ ngon. Đây là cắt sát kim đầu mình thấy một cái cấu trúc này. Ví dụ như tủy não này, cơ này, ha, cống não của xương giớp này. Chỗ này là tập 3, chỗ này là tuyến tiền kỳ, mà do phát triển giác, các vị trí đó. Cái này là cái hình để minh họa cái dịch não tủy, cái đường đi dịch não tủy. Dịch não tủy được tiết ra từ đám đốt mạch mạc. Đám đốt mạch nó nằm ở đây, chỉ cần chưa thì thấy cái hồi âm như vậy. Vị trí này là đốt mạch mạc, nó nằm ở gần của đám đốt 3 và sang cái não B. Vị trí này nha, phía sau này không có đáp rốt mạch mạc đâu nha, anh chị thấy là ở phía sau này thời gian dài là có xuất huyết, em không biết vị trí đại hậu của nó. Thứ hai là cái đáp rốt mạch mạc nó nằm ở cái sàn của não thất tư ha, vị trí này là đáp rốt mạch mạc trên này là thấy dài cái vị trí khác có thể nó lại nha. Đó. Thì tôi đã tưởng nó được tiết ra bởi cái đáp rốt mạch mạc xong nó di chuyển ha, trong các cái đường đi của nó như là cống não rồi môn rô vòng qua cái phần dưới nhận này và sau đó nó được hấp thu bởi cái hạt nhân này ha, nó về các cho cảnh mặt theo cái đường đi như vậy đó. Biết được cái đường đi đó thì mình giải thích lý giải cho những cái trường hợp nào uống thủy ha, tại sao uống thủy, uống thủy có thể là do dịch tiết ra quá nhiều đúng không, đánh rất là mạnh tiết ra quá nhiều dịch không hấp thu kịp thì gây uống thủy đúng không, hoặc là cái u nhú gì đấy thì đó mạch mạc, cái đó nó gây nguyên nhân não tủy do tăng khí. Thứ hai nữa thì đã tắc nghẽn đường đi của nó bị tắc nghẽn, thì nó tắc nghẽn cái cấu não này sẽ gây não tủy giảm ba từ luôn ha, và cố chèo cái đó chỗ ngay vị trí này từ bên ngoài chèo vô đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba nữa là nguyên nhân do hấp thu, tức là những cái hạt mạch mạc này nó
nó không hấp thu gì, nó tự do cái ánh mặt trời mà nó tiết ra, thì nó dục trong cái sở hữu thì ứ lại là do các mọi cách ha. Thì thường là nguyên nhân, mấy cái nguyên nhân do sau khi nhiễm trùng ha, và sau khi xuất huyết đó là những cái nó làm đẹp những cái hạt nhẹ này gây cái biến chứng là hậu thủy ha, và là cái cơ chế trong cái hậu thủy. Rồi con làm chút xíu về cái cấu trạng tạo giải phẫu đại não để mình biết mình mô tả cho nó đúng ha. Ở đây anh cắt ngang mình thấy ha, từ này là cái chai nè, cái đầu tàu nhân đuôi nè, đuôi ở đây, đây là đuôi thì đang chuyển ra rồi thì cái này nhân bèo một sản phẩm nè, đây là các cấu trúc chất xám của bộ não, đây cái chấm dưới vỏ, chấm của sâu đó. Ha, bên cái này nó đang lớn mặt mày nè, phía sau này cũng là cái đẹp trai đúng nè, rồi bắt đầu qua cái phần giải phẫu của giải phẫu siêu âm ha. Đây là cái nào cắt corona quá chịu ha, cắt ngang, cắt đứng ngang, cắt thoát trước, cắt đứng ngang thì cũng chịu thấy đây là con sụn quỳ nữa ha. Là ở phía trước nha, đây là phía chén, phía chén, là cái xương á, ha, ở phía chén. Tiếp tục mình cắt xa sau một chút xíu, thì mình thấy các cấu trúc này tương ứng cái này đã nhìn chú này. Đó, cái này là xét trường cái quy định là cái variant, cái biến thể bình thường của nít, tức là bắt trong suốt. Đó, nó nang bắt trong suốt, hai cái này bình thường nó không bằng nang không bằng u gì hết nha, và cái này là thứ ba nha, thứ ba thì chính là mình thấy là thứ ba, và chỗ này là nó thứ bên hai còn là hồi âm tròn này là nó thứ bên hai vị trí này mình chưa thấy nó rất là mạnh, mình chưa thấy đơn giản đúng không, và chỗ này cái là cái là nguyên bản cầu đó ha, chỗ này mình thấy cái cấu trúc thể chai là cấu trúc chất cạnh nối giữa hai bản cầu đại não với nhau, đó bình thường các chị phải thấy. À, trong cái trường hợp mà bắt chạy xe chạy không thấy điều này sẽ mất cái mỏng từ mức độ đó, rồi phía sau này mình thấy ha cái lề biểu não, biểu não phần não đây là cái đoạn CBA rồi tiếp tục ra vào phía sau nữa thì mình bắt đầu đã thấy cái đánh đối mà tại cái phần dài của là hai cái nó bên. Cái này là thể chai, cái này là lề đại não, ha, cái này phía sau mình thấy cái lề biểu não, ha, hai bên ở bên trái, rồi sau đó mình chuyển qua các mặt cắt sacral, tức là đứng ngang thẳng như vậy, mình sẽ thấy cái cấu trúc ở phía trước là chén, phía sau là chẵn đúng không? Cái chẵn chẵn này là cái gì? Tiểu não, dạ. Tiểu não đây là não thứ tư, đây là cầu não, hành não, da thân não, các đồ thị, thể chai, đó, các cấu trúc như vậy, đây cái cuộn quả não gì đấy, hai cái rãnh, đó, trên này. Rồi mình cắt nghiêng qua bên ngoài một xíu, ha. Mình thấy thalamus kia từ bên đồ thị nè, đây là nhân đuôi, đây là đồ thị, ha, não thất, đây là cái đám mất lành mạnh, ha, mình thấy ha. Cái vị trí chỗ này nó quan trọng, cảnh nhân đuôi rồi thì là cái chỗ này nhân đuôi này rồi thì cái màu xanh và màu tím, và ở giữa chỗ này là cái cảnh nhân đuôi rồi thì vùng này thì là cái vùng mầm ha, xuất huyết vùng mầm xuất vùng này thì mầm là vùng giải phẫu đặc biệt ở cơ thể thân đất, người lớn không có vùng mầm tới tuần thứ 36 thì từ bào thai thì vùng mầm đã được phát triển hoàn toàn ha. Vùng mầm là cái vùng trung tâm của thể mầm là cái mầm móng, cái vùng đó thì trung tâm đó các tế bào thần kinh nó sẽ di trú ra, đi ra và đi thì chức năng của nó ha, để trong quá trình phát triển tới tuần thứ 36 là đã hoàn thiện rồi, tức là vùng mầm nó không còn chức năng nữa. Đối với những trẻ sinh non thì vùng mầm thì lúc đó nó chưa đạt tới cái độ bao 6 tuần á, thì tại vì nó là cái vùng mầm cho nên nó đòi hỏi cái sự cung cấp máu năng lượng tất cả các thứ nhiều, rồi với bất kỳ thay đổi nào đó thì vùng mầm là cái vùng tổn thương đầu tiên của rất là nhiều mạch máu nuôi ở đó, cho nên con những trẻ sinh non xuất huyết vùng mầm rất là hay bị xuất huyết vùng mầm,
cái thuyết mở là một cái giải thuyết rất là hay gặp ở trường sinh non, trường mầm là thế này. Ha, đã nên đưa được tới cái tuyệt vời của những chữ tuyệt vời của ta. Đây, sau đó mình cũng là mặt cắt sắc đi to, xong mình kế, đưa hướng ra ngoài, thì mình thấy cái cảnh dương của ta xin ra, xin gỡ, ha. Ở đây là cái thái dương, ha. Đây, thì thái dương, ở đây cái thị trường đến, đấy rồi bắt đầu cái này nó hơi kệ ấy, cái này nó rất là mạnh nhưng mà nó thành cái con rồng trên chỉ thấy hai cái anh dài thôi, trong lòng nó thấp nghe bên này đó, đây là hai cái đấm nó rất mạnh nghe, nó thấy anh dài như vậy là nó rất mạnh nghe. Đây con giải cao thì mình thấy rõ đúng không, tại vì thấy có cái thể trai không, thấy rõ cái nó bên không, và cái thể anh dài là đấm nó nặng mạnh. Đấy là ba thuộc hàng đó, đó là cái phần giải mẫu của tôi làm sinh con ha, mới có đi thầm bọn mà giới thiệu các chị đã biết tại bình thường về cái biến cái gì bình đỡ và sinh con kêu kêu ra ha, các mình cái biến tại bình thường thì phổ biến nang được dễ dàng như là nang bắt trong suốt như là biến tại bình thường. Hai năm đến lúc lành mạnh tỉnh tổng cũng có thể thấy nó cũng là bình thường, và chỉ có những đứa nó nhỏ cái đầu nó to, tuy nhiên nó không có ảnh hưởng về cái ngăn thần kinh, nó không phát triển bình thường, nó thì đầu to là tính thôi chứ không có trọng nó nào uống thủy. Tỉnh tổng chúng ta có cũng thể gặp những cái nốt đóng vôi mặt máu ha, để đưa nó hạt máu hoặc là những cái nang giả, ở đây là những cái hình thể bình thường của nứt ha, cũng vậy tiếp tục. Nhất là nam nó rất là mạnh, bình thường tỷ lệ mình có thể đạt tới 3%, nam thử thì bình thường không có biểu hiện về tâm sẹo và mặt thần kinh không có thay đổi gì hết. Nó có thể dạng một nam được nhiều cái nam thành cái tiểu hạt như vậy, phần lớn các nam đó tự biến mất. Đó thì đó, những cái trẻ này người ta quan sát khoảng 50% trẻ sinh 18 thì khả năng nó rất là mạnh ha. Đây những cái nam nhỏ trong đó rất là mạnh, bình thường phải đọc đi ha. Là có chức năng điều dưỡng là có chức quan trọng ha, đặc điểm của những cái tật và những cái năng điều dưỡng nó không với nhau ha, mà nó không có thông vào hệ thống nội thất thì không ghi nhận gì hết, nó sẽ phát triển từ sau ra trước, thì từ sau nó sẽ nóng lại và cái năng bắt trong suốt thì nóng dần 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 lại ra phía trước. Thì người ta phân ra là ba cái năng, tuy nhiên nó không với nhau thôi, cái năng sâu cùng phía sau á nó tên là không biết dịch ra sao nhưng mà là carbonate phía sau. Cái nang nó chỉ là carbon và cái nang của nang phía trước là nó tên như vậy, từ từ phía sau. Thỉnh thoảng ở gặp người lớn thì cái nang này nó chưa có phát triển, nó vẫn tồn tại ở nhiều người lớn lớn cũng phải. Đó là cái nang nhiều nữa thôi, cái vị trí ha ở phía sau dưới phía trước đa phần có thấy là tồn tại nang phía trước rất là nhiều ha. Đây là cái cấu trúc nang nhiều nữa ha, anh chị biết nó không cần đọc cũng được nhé, cái đó là dạng variant bình thường thôi nha, đọc là nang cũng được và tay đó một cái nang cái nào ở đường nữa, cho nên là cái thể trai anh chị nhé bình thường, cái này cái nang nó nằm phía sau nha, chị lưu ý nang phía sau á, anh chị bỏ cái màu vô đôi khi những nang sau là tiếp tục từng mặt ra đây tình anh bỏ cái màu vô để mình bảo trì cái hình của mặt ra đây bỏ cho cái này nó không có được nha. Rồi tiếp tục một cái biến thể nữa là cái biến thành máu vôi hóa ha, máu vôi hóa thành tạo mạch rồi từ những cái mạch máu nhỏ xíu thành máu vôi, thì có thể gặp ở những cái trường hợp bình thường hoặc là những siêu vi thì bào thai gì vậy, có hình ảnh như vậy đây ha, anh chị có thể thấy một người thấy có những cái hồi âm dài vẫn đều như vậy thì là những cái vôi hóa mạch máu. Thực ra có những trường hợp đó, nó từng đó phát hiện nó không bị hình kinh gì hết thì thôi mình cũng không cần phải ghi nhận, hoặc là nếu mà có bị hình kinh thì khả năng nó mình cũng không ghi nhận nó là có thể là do biến chứng cái di chứng của những trường bào thai. Rồi vòng đầu lớn lành tính thì nguyên nhân không rõ, hay thường cho ba thằng mẹ nó kể đó, vòng đầu to thì trường bào thai ra những trường bào nhỏ. Người ta thường gọi là đảo thủy tắc nghẽn ngoài đảo thấp, đa phần nó không bị thương hoặc thần kinh gì hết. Và khi ông có thấy là đây là kho dí nhẹ ha, đây là trọng kho dí nhẹ, và cái nhỏ thấp của nó cũng giảm nhẹ chút xíu
mình có thể ghi nhận nhưng mà cũng biết cách để thích trên nhà có thể yên tâm nếu mà triệu chứng nó không có triệu chứng lâu dài thì sau này bệnh nhân nó trở về bình thường nha. Rồi Lan, bản thân tôi rồi thì hồi nãy nó nói sơ qua chút xíu ha, thì có thể là năng mắc phải là năng bẩm sinh, năng bẩm tải là cao hơn cái độ tuổi thật đấy, hoặc là cái kiếm Lan nó phải nó bùng bầm đây, cái này bản thân tôi thì nó có, nhưng mà cái này á nếu mà trẻ sinh non á thì nó chỉ mới gọi là năng xuất huyết cũ ha, còn nếu mà trẻ nó sinh đủ tháng hết rồi á thì thấy cái vùng bao sáu tuần cái vùng mầm đó phát triển rồi à, nếu mà trẻ sinh đủ tháng mà còn mang này các chị đừng có đọc là mang xuất huyết mang phát triển nó không tồn lưu trong cái phát triển không hoàn toàn ha, vậy thôi mang gì đó để đẹp ra kẹt chi túi của não thất hay không xong não thất còn cái gì thần kinh chút đang cái mang gì đó đúng không cái não thất cái mang này đó, đó. Rồi cái này thôi cái này mình bỏ phải lắp chặt luôn các bạn mở não đó lắm thì chưa trưởng thành thì nó cũng có thể gặp ai trẻ sinh non dưới 24 tuần các bạn não chưa phát triển chỉ thấy rõ các bạn chưa lớn thôi thì mình thấy tránh lầm lẫn cái chẩn đoán não lái cái này biết còn cái này nó chưa phát triển rồi rộng bể lớn mà lớn chúng ta thấy cái siêu âm thai, siêu âm sản thì thấy bọn mình lớn nhiều chừng năm 10 đúng không? Ha, ở bên đất cái gì cho các chị cho sinh ra nếu mà bọt cái lớn khối sau á thì nó lớn hơn 8 mm thì nó là bởi lớn ha, còn bởi lớn thì cũng có nhiều nguyên nhân có thể là ngang mà nghệ hoặc là đang đi quốc cơ chẳng thì chẳng thì nhỏ gì vậy ha, đó đây là tất cả những cái biến thể bình thường ha để biết cho các chị ha. Rồi tiếp tục là cái cách đo não thất làm sao để biết là não thất nó dễ hay không dễ thì nó rất là nhiều, thế giới bây giờ nó cũng nhiều cái từ khóa đo đó cũng chưa thống nhất cho cả tất cả thì tùy mình đo thôi là mình đo cái nào xác định để mục đích đo để xác định là dạng não thất ha hay là theo dõi là cái mốc để theo dõi cái tiến triển của não thủy ha, mình đo lần trước và lần sau mình đo tiếp để coi được nó có lớn hay là nhỏ ra ha, chưa có đồng thuận khi đó còn còn cái cách đo có người thì đo thì số não thất đầy có người thì cao não thất có người thì đo phía sau đó vậy đó các mốc đo thì mình thống nhất cái mốc đo là cái mà các cơ đo mình thấy ba cái đốm sáng rồi đó nó là bạn cái não bên bên đây cái chặng của nó các ba như hồi nãy thấy ba cái đốm sáng mình dừng lại đó mình đo nó phải đo cái mốc để nó sao mà dễ mình theo dõi á, chứ mình đo biết chứ mình đo trước rồi đo sau đôi khi rất là khó theo dõi ha, khi là nó tăng hay giảm mình đo mốc gì, nên là có ba cái đốm sáng mình dừng lại, khi mà các corono một đốm sáng, hai đốm sáng, ba đốm sáng mình dừng lại ở đây xong đo ở đây ngay, nó có cái mốc cho mình dễ. Rồi đây là các cái chỉ số bình thường này, anh chị nhìn cái bảng này để quyết định nó là dễ hay không dễ ha. Số 4 là con biến dạng, đây là cái so với mặt đầu trên con biến dạng từ 4 mm ha, cái này là cái mơ là cái lãnh nhiệt độ cũ thì mình đầu thì khoảng đã hơn 6 này à, số 2 là nó gần 3 đúng không, 3 thì thường đã hơn 10 ha, còn số 1 có là chỉ số đo thấp mình đo cái này là càng như là cũng nhiều 3 chắc ha, cái này là mất nhiều đây. Ở đây chúng ta thường hay giảm thấp cái to cho cái chiều rộng của sừng trước đầu thấp bên thì cái mốc bình thường là 4, nếu mà chỉ đo cái nào vậy là trên 4 là tất cả là giảm thấp cái này nha, nó sẽ nhìn ra cái chỉ số đầu thấp người ta đo giống như là cái bảng đấy, đó là tới phần thứ ba rồi đúng không, bây giờ qua cái phần xuất huyết vùng mầm, xuất huyết vùng mầm, xuất huyết vùng mầm, vị trí vùng mầm như thế nào đấy, nó sơ qua các chị ha, tại sao nó xuất huyết, biểu hiện như thế nào, phân độ như thế nào, trình bày tiếp tục, đây là các chị có thể tham khảo thêm, ha, vùng mầm được thành thành được từ thai sớm, ha, tới thời kỳ tuần thứ hai, 32 thai kỳ vùng mầm phun trú lại ở cái đoạn nuôi năng nuôi được, ha, nó thì do cả vùng đó.
và từ 35-36 thì mọi bệnh viêm mắt thì mình biết thì khi đáng kể thì nó không còn nữa. Đó, đó là cái chức năng của nó là cái nơi điều phó neuro và tế bào thần kinh này. Tại đây các tế bào di chuyển ra ngoài biên để hình thành cái nhu mô não. Bởi vì nó chức năng quan trọng như nó là mình có rất là nhiều tế bào, cho nên nó cần rất là nhiều năng lượng, mạch máu nó phải tới rất là nhiều. Và hình cái mạch máu thành nó rất là yếu, dễ vỡ và thường nó gây xuất huyết ở những cái trẻ sinh non, thiếu đó, nó thiếu cái khả năng điều hòa cái mạch máu não. Đó là nguyên nhân. Đây là cái nguồn mầm não chủ ha, từ đây tế bào nó di trú ra ở đi ha, là đây đời thầy, đây là nhân đuôi, đây là bản nhân đuôi đời thầy, cái này là nó là mẹ. Mai mình mầm này, đó nó sẽ xúc tiết, đó xúc tiết trong đường mật thất, đó phân độ này, bây giờ phân độ vào đây, hai cái phân độ hai, phân độ ba, nó ba cái gì? Làm giải mạch thất, độ một là dưới bề mặt tủy thôi, độ hai là ra ngoài nhưng chưa giải mạch thất, độ ba là giải mạch thất, ha, rồi đấy, nó còn nữa rồi, tùy mức độ như này là họ chứ cái này nó thấp, độ bốn thì nó lan rộng ra hơn, thì còn cái hình này cũng như thế. Này là bốn này là đang ở trong cái nhu mô não luôn ha, bộ nặng nhất thì người ta thấy là cái tiên lượng ha, từ cái độ thì thấy là cái độ ba độ bốn thì 90% trẻ cái độ bốn tử vong. Nếu mà sống thì sau này cái mạch não sẽ bị biến chứng, còn độ ba thì 20% tử vong, còn độ một độ hai thì cũng được tốt rồi, theo cái biểu đồ cái định nghĩa từng cái giai đoạn. Xuất huyết các chỉ giới hạn ở dưới độ một chỉ là khoảng năm mươi độ tuổi thôi, độ một, thứ hai, độ hai là xuất huyết đã vô trong mật thất rồi, nhưng mà làm mật thất không có giãn, độ hai, độ ba là xuất huyết trong mật thất và làm nó rất giãn, độ bốn là xuất huyết lại giống tiêu chuẩn nhất độ ba nhưng mà chắc ra mà trong nhu mô não là bốn, đó là bốn độ xuất huyết độ một. Cái này xuất huyết một độ một các chỉ phải biết là độ một là như vậy. Chỉ là cái kia mà bạn thử thôi, cái là mỏ nghe thì thấy không? Đây là cái hai nó lai được cái thất rồi, đồng dạng hai, đây là cái hai lớn thì mình hỏi các bạn nghe thấy một cái nó lại cái chồng cái này mình thấy cái đồng dạng, sau cái đó nó không lại nó nhỏ, cái này nó dài hơn, nó xuất huyết nó lai không thất thì nhưng mà không chịu cái giãn ha. Đây nó là cái khuyết, chỗ ba ha, cái khuyết là hai bên luôn, và cái não thất giãn, chỗ ba, rồi chỗ bốn nó là xuất huyết, là một trong cái nhu mô não luôn, chỗ bốn, đó là xuất huyết của mặt, chỗ bốn, mặt đây là nhu mô não, đây là não thất, hai não thất bên, rồi là một cái não thất bài luôn, đây biến chứng sau này xuất huyết thì cái vùng xuất huyết não sau này nó bị hóa lỏng, hóa lỏng nó bị kém và bị nang, đó cái gọi là thoracic, cái này nó hóa nang sau này đấy. Đó vừa rồi là một cái phần xuất huyết vùng mầm. Rồi tiếp theo cái bệnh lý quan trọng của máu của khi sơ sinh là vùng não chắc chắn quanh hậu thất. Cái tên tiếng Anh là varicocele. Là bệnh này nên nói là gì, người ta được định nghĩa là cái bệnh lý kết chặt đang quanh hậu thất, nó tạo nên là nang tên loại cũng vậy, khác của nó là bệnh lý thiếu máu, thiếu máu thiếu oxy là trẻ sinh non, vì lý do gì đấy mà trẻ nó sinh nghẹt thật sự ngưng thở ngưng tim tất cả các thứ ha, lý do như là nhồi máu vậy đó ha, nó toàn thể vậy đó là bệnh lý thiếu máu thiếu oxy. Thường thì gặp ở trẻ sinh non nhỏ hơn 33 tuần, nó 8% là trọng lượng nhỏ hơn 1,5 kg ha. Một chút xíu nữa, hơn rất là tại sao cái vùng chắc chắn quan trọng là cái vùng giải phóng đặc biệt ở cái trẻ sinh non, đó là cái vùng ranh giới tóc mỡ của vùng watershed,
cái vùng ranh giới cấp máu giữa hai cái nguồn máu, màu máu nông và máu sâu, bởi vì vì lý do nào đó ảnh hưởng tới cái tuyến máu thì cái vùng đó là nó sẽ thiếu tuyến máu đầu tiên, bởi vì cái vùng ranh giới mà nó sẽ ít mạch máu hơn, nó sẽ tổn thương đầu tiên. Trước đây thì người ta thấy thì cũng là chắc chắn là thấp thì gây nhân tuyến máu như vậy, các vài cái yếu tố nữa có thể gây viêm nhiễm trùng là viêm mạch máu, nó trực trọng tất cả các yếu tố cả dẫn đến cái bệnh này ha. Thì biểu hiện trên hình ảnh nó như thế nào, mình siêu âm có thể thấy là cái tăng hồi âm của quanh hạ thấp ha. Tăng hồi âm này á có thể gặp những đứa trẻ bình thường nha, tuy nhiên thì tăng hồi âm này có thể kéo dài trên 7 ngày thì mới gọi là nhiễm não nha. Mọi chuyện mình thấy nó chưa rõ ràng, tăng cái hồi âm đó chưa có rõ ràng lắm, hay có không nhìn thấy trên lâm sàng cũng chưa rõ, và cái chuyện cái ngạc đã tiếp chưa rõ thì mình có thể theo dõi thêm trong vòng một tuần sau đó. Mình siêu âm mà thấy nó vẫn còn như vậy á thì mình mới kết luận nó là nhiễm não ha. Hoặc là biểu hiện rõ hơn là những cái nang nhỏ lớn ở vùng thấp trắng quanh đầu thấp, cái đó là rõ rồi. Mình có cũng chia độ như vậy, có 4 độ, ha, độ 1 là vùng hồi âm dày quanh đầu thấp, nó tồn tại hơn 7 ngày, mình biết số 7. Độ 2 là vùng hồi âm dày, chỉ xác định những nang nhỏ quanh đầu thấp là độ 2 rồi. Độ 3 là những nang nhỏ trắng quanh đầu thấp lan ra vùng chậm vùng thái dương. Còn độ 4 là cái nang lan vào trong vùng chắc chắn dưới bỏ luôn. Thì sẽ tiếp theo các chị cần cái độ như sau. Độ 1 các chị thấy hồi âm ha, quanh đầu thấp trắng nó sáng lên, ha, ở độ 1. Độ 2, cái gì đó bạn thấy bất thường cái nang đúng không? Nhưng nang chưa âm được rõ rồi, là cái nang này đã qua đầu thấp và đầu thấp ở lúc lần này, cái này. Cái này á, hiện tại liên quan chắc chắn qua đầu thấp độ 2 rồi. Cái này là độ 3 nó lan rộng ra, ha, cái nang từ lần 2 đến lần 2 là qua. Và độ 4 nó lan như cái xa, tránh hiểu bỏ luôn, tránh hiểu bỏ luôn. Nó lan ra bắt đầu bỏ nổ luôn, để hiểu bỏ luôn, ha. Đó. Đây cái mặt cắt này cái này nhỏ này thì lúc đó mình mới thấy được cái dịch máu hay mũ gì đấy, thì lúc đó là làm con ảo thì nó không có mạch máu rồi, làm sao mình máu đi qua được nếu mà cứng được không, bây giờ mình chuyển đến cái tơ màu thì bỏ đi nhé, không được hai cái đâu để được gọi là mạch máu nha. Đây hôm nay là các dạng máu tụ đấy, để chúng ta dùng ha, các vị chúng dùng phổi ha, với cái xương sọ này, cái mạch xương này. Có thể nó máu tụ nè giữa cái xương sọ và cái màng xương đến thở, những đứa trẻ sinh ra sau đó nó mềm cái sọ thời gian sau nó cứng vậy đó, cứng lên rồi đó mình thấy chụp CT hay là mình thấy bị phải sọ đôi, cái hai cái sọ đôi, thì đó là cái dạng xuất huyết này nè,
còn cái này á thì máu từ cái da đầu thì nó tự hấp thu à. Rồi cái này nằm ở phía phía trong epidural là hoàn toàn cứng á, ha, máu tụ hoàn toàn cứng, ngoài màng cứng có qua được cái khớp sọ không? Các chị học PT chưa? Đúng rồi, do lý do là này nè, màng cứng đây này, chỗ này cái xương sọ nó bao vậy này thì làm sao nó qua được khớp sọ? Mà màng cứng không qua được khớp sọ, đúng không? Dưới màng cứng thì qua được, đúng không? Nhưng mà bây giờ anh chị thấy là dưới màng cứng này, dưới màng cứng nó có qua được cái liền đại não không? Qua được không? Làm sao qua được, đúng không? Các chị qua đây cái này nó được bung ra, nó chạy đến cái này rồi. Còn cách nào nó qua được bên kia? Đó. Ví dụ cái móc dự phòng đó, mình chuyên dưới là những cái hai hình ảnh, cái hình cuối, cái bù lồi đó. Mình không biết được nó là xác định nó lồi, ngoài cũng hay dưới bằng cứng thì mình dựa vào các cái móc dự phòng đó. Ví dụ như cái tổn thương mà nó đi, thì nó đâu qua hẳn bên kia, rồi nó còn một cứng, đó, cái này nè. Không, nó không định, nếu mà cứ không định nào nó qua được cái đường đó. Nó chỉ như thế này thôi. Được, các vị trường hợp, các vị trường nói là suốt kiếp, xuất huyết liền não là cái cách liền não là cái mô sơ này mà cứng này xuất huyết đâu, à, nó xuất huyết cạnh đó đấy, xuất huyết cạnh đó là nó là dưới mà cứng này, à, nó sáng liền não. Đây đây dùng như mô não, cái xương, cái này là máu tụ, máu tụ bên ngoài bên trong não luôn, à. Cái này. Cái này mình máu tụ dưới màng cứng này, cái này phần cái màng dọc trên, cái này phần dưới nhẹ, a nó sẽ chạy qua máu tụ đó, a nó chạy đi, anh chị bỏ cái lớp màu thì sẽ không thấy mạch máu đi ngang qua chỗ này, ha, đây, tụ mạch tụ máu tụ dưới màng cứng, a ha, là cái khối hội âm dịch và hội âm lẫn cợt này không tụ nhất gì đấy, ha, nó có tắc rồi này, ở đây nó có hai cái phần dương tụ. Một cái phần này là phần dưới nhẹ, một cái phần này là phần dưới màng cứng. Rồi vài cái dị dạng não cũng có thể gặp, ha, có thể thể chai nè, hydrocephaly, thoracephaly, syndrome, ha. Trong siêu âm cách là cơ sản như thế này có thể thấy ở trong bào thai nha. Rồi khi mắc kẹt thể chai thì thấy đây là cấu trúc cách chặt, bắt vai nối giữa hai bánh cầu, đây là cấu trúc thể chai bình thường đó. Nói thì khi nó mắc hẳn thể chai thì không thấy cái cấu trúc đi ngang qua, bởi vậy cho nên cái miếng thể của một cái nó sẽ gây là xáo trộn những cái cấu trúc thể phổi bình thường, hai là nghe nó thấp dễ mà hai cái sự mê của nó thấp giống như sự trâu vậy đó nghe. Đây cái đặc điểm là bệnh nhân là mắc kẹt thể chai, cái không thấy được cái thể chai và tất cả các cảm não thì nó gồm một cái trung tâm này rất là đặc trưng. Đó. Thứ hai là các chị có thể thấy được là mắc kẹt thể chai nó hay đi kèm theo cái sự giãn, cái sự chẳng của cái đầu thấp bên ấy, hai giống như hình dạng giọt nước vậy đó. Ha. Rồi các chị cắt chính xác cái vị trí thể chai đi, không thấy cái kết nối chắc chắn giữa hai bánh cầu với nhau, đúng không? Chỗ này ở đây mình không thấy cái cấu trúc nữa, và hai cái đầu bên nó mình thấy bất thường luôn, hai giống như cái sừng trâu vậy, ha. Đó, đây là cái hình mắc kẹt thể chai. Tiếp tục cái hình ảnh kẹt, anh chị thấy hình siêu âm thấy cái này như ở giữa có một cái liền liền đại não ở đây, cái thân não cầu nguyên cái hai bánh cầu đại não, không còn thấy cái cấu trúc như não gì hết, thay bằng cái đó là cái khối dịch nước, đúng không? Và anh cho là nước. Nên đối với cái này thì chẳng nói là gì, không phải là ổn tử, không phải là ổn tử, não tử là giải phóng cái này là nó không có đâu mà không, cái này nó không có lớp tạo não luôn. Ta chụp MRI thì thấy một phần cái não tròn, thân não tròn, một phần cái não thì chẳng tròn, tuy nhiên phía trước hoặc là mắt không có gì hết. Đó. Cái này người ta giải thích là do trong một trường hợp lý do nào đó, nguyên nhân thì chưa rõ, nhưng có một vài cái giả thuyết như vậy thì do là tắc nghẽn cái hoàn cảnh, hoàn cảnh trong hai bên trẻ nó sinh ra nó còn chức năng hô hấp tự hồi là được, nhưng mà không còn lại thôi, cho nên khó sống, cái đầu nó to đó, chúng ta cũng thấy cái dưới cái đầu nó to, nhỏ xíu vào đầu nó to, tôi cho thể được là đa phần là cái này,
thì là đường mẫu của tiếng Anh nó là hero nhé. Hero sẽ là gì? Gọi là hero, chữ A là mắt này. Ha, đường não thì là hero. Này không gọi là thị. Ở trên bác sĩ lâm sàng cũng hay gọi là não nước. Cái não nước tại vì nhiều loại khác nhau chứ không có não nước hết. Não tử cũng là nước vậy. Nhưng hai cái là dạng khác nhau. Cái này tiền đường xấu. Còn não tủy người ta là đặt ống dẫn lưu. À, để giảm cái áp lực trẻ. Còn cái này á, tự không có yêu môn não luôn. Nhưng mà ổn sinh. Còn việc là mắt phải. Ô dạng ép là gọi gì đấy. Sau vi hoặc sau cái tư gì đấy. Não tủy nó khác. Nên cái này là gì khác rồi. Đây khuyết não à, đó thời nãy ví dụ như là nhồi máu hay là xuất huyết cũng là di chứng vùng não này bị mất nó mất cái vùng não này mang lại khuyết não đây là một cái tật này cũng thường hay gặp là tật não nước trẻ não gì đấy à, nó có hai dạng là open lip và closed lip tức là cái dạng hở và dạng kín là bên mình thấy có một bên còn thấy và lúc bên không với cái phần dưới nhện mà cái đặc biệt này à, giống như này nè có cái đặc này nó không à, và như mô não cái đường chính này được lót từ từ các xám nha chị nha cho nên bạn thấy rõ là cái này là tập nước não cerebellum à, một bên hai bên à, tiếp ở tiếp đồng à. Đây là tập não lát à, chị thấy bình thường não siêu âm có thể có những cái rãnh vỏ não đúng không chị cái này hoàn toàn nó không có rãnh vỏ não gì hết. À, não nó hình số 8 vậy đó, nên giải não thấp, anh chị thấy không? Não láng vậy, não láng. Rồi đây là những cái thể tham khảo thêm thôi. À, chỉ có các phần mặt đấy, thêm thôi. Mở lên mình thấy được á, à, mặt não luôn, não trước này, đúng không? Toàn đủ mặt, đủ mặt xuyên, đánh giá được nha. Mặt máu xuyên được thì mình đánh giá được bỏ cái tên màu không? À, cái này là mặt gì? Đây là để mà cắt ra là tay giác quy lít mình thấy được đấy. À, là mặt ở giữa, là mặt ở trước, là mặt ở sau. À, không có không sâu gì ở đây, không có quy lít. Mình cắt ngang mình thấy được á. Ở đây trường hợp này nó là mình dạng cái mặt ra đây. À, mở thì mình cũng dạng ngang cái phần ra. À, cái sinh mới tập tỉnh mặt rồi đó. Cho em qua mình có thấy cái ạp đồ vò nha. Rồi, cái bài này hết dài quá hả? Đã khó rồi anh chị.